Nguyễn Đình Nghị sinh năm 1883 tại làng Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ, một vùng đất có truyền thống văn hóa lâu đời, cái nôi lớn nhất với tên gọi chiếu chèo xứ Đông. Và cũng từ đây, tình yêu chèo cứ lớn dần lên trong ông. Ông đã rời quê lên phố thị Hà Thành, lập nghiệp bằng con đường thân tự lập thân, đầy gian truân từ các công việc sắp xếp đạo cụ, nhắc vở, hậu đài, nhận sửa vợ thuê. Năm 1920, Nguyễn Đình Nghị đảm nhận vai trò quản lý một trong những rạp hát lớn nhất của Hà Nội là Sán Nhân Đài. Ông đã trực tiếp biên soạn, sáng tác và mạnh dạn thực hiện cách tân chèo, mở ra giai đoạn phát triển mới của sân khấu chèo, đó là chèo cải lương. Cụ Nguyễn Đình Nghị thì là người con dòng Nguyễn Đình, thì cụ có gánh hát ở xã Thủy Lôi, ở tổng Thủy Lôi này. Sau đó cụ liền Hà Nội công tác ở trên Hà Nội. Thế nhưng mà cụ cũng luôn luôn là nhớ về cội nguồn đất tổ của dòng họ mình. Thế này con cháu các cụ thì ba cháu đời thứ 9, Nguyễn Mạnh Tưởng, Nguyễn Đình Tư và Nguyễn Đình Chí, ba anh đều theo nghệ thuật của cụ. Để cho nó phù hợp với xu thế hiện đại thì chèo cải lương không chỉ có hát chèo nữa mà cụ đã cho rất nhiều các làn điệu dân ca phong phú đa dạng vào các vở diễn của mình. Ví dụ như các làn điệu Bắc dân ca Bắc Bộ như Trống Quân, Cò Lạ, Hát Đúng vào các vở diễn rất là ngon. Ngoài ra, dưới sự dìu dắt của ông, nhiều học trò đã trở thành những nghệ sĩ có tên tuổi. Cụ đã đào tạo được một thế hệ nghệ nhân rất là quý giá để sân khấu chèo cách mạng sau này được hưởng. Ví dụ như là cụ Năm Ngũ hay cụ Tư Liên đã truyền dạy cái tinh tế của nghệ thuật chèo cho các thế hệ đầu tiên của sân khấu chèo cách mạng. 50 năm gắn bó với sân khấu chèo, ông đã để lại di sản quý báu cho sân khấu Việt Nam với khoảng 50 vở kịch. Nguyễn Đình Nghị lấy lời ca, giọng hát và tiếng cười tao nhã để phê phán thói hư tật xấu của xã hội đương thời, ca ngợi lòng nhân ái của con người. Đến nay, một số tác phẩm như Một Trận Cười, Mảnh Gương Nhân Sự, Vợ Chồng Thuyền Trài vẫn được khai thác, dàn dựng và nhiều khán giả đón nhận. Điều đó đã khẳng định giá trị, sức sống trường tồn của những vở chèo Nguyễn Đình Nghị. Mình thích nhất là cái tác phẩm trích đoạn chèo Vợ Chồng Thuyền Trài của ông. Phải nói là rất là hay và rất dí dỏm. Chính vì vậy mà mình đã cùng với anh em trong câu lạc bộ dựng lại cái vở chèo Vợ Chồng Thuyền Trài và đã được biểu diễn tại quê hương thì đã được rất nhiều người ủng hộ. Tôi được biết đến hai cái tác phẩm của cụ, đó là cái vở chèo Vua Chồm và một vở thứ hai là vở Mảnh Gương Nhân Sự mà tôi đóng cái vai Vũ Thị ở trong đó. Hai cái vở này sau khi mà dựng xong đi biểu diễn đâu thì người ta cũng rất là yêu thích và đến bây giờ tôi nghĩ là nó vẫn cứ rất là phù hợp. Công lao lớn nhất của cụ Nguyễn Đình Nghị với sân khấu chèo là từ những mô hình nhân vật truyền thống sinh đào lão mụ hề của những vở diễn truyền thống, cụ đã biến đổi và chuyển hóa mô hình thành những nhân vật con sen, thằng nhỏ, chú khách Tây Đen, ông Tây Bà Đầm và vẫn diễn trên sân khấu chèo. Làn điệu cũng thế, kế thừa và biến đổi. Trong chèo có đường trường Thu Không, đường trường Trong Rừng, đường trường Tải Lương, đường trường Bắn Thước. Chính cái công lao của cụ Nghị là trên cơ sở mô hình làn điệu cũ, cụ sáng tác thành những bài hát mới. Cụ Nghị là người đã thành thị sân hóa sân khấu chèo và kế thừa và biến đổi mô hình nhân vật và mô hình làn điệu, có đóng góp rất lớn cho nghệ thuật chèo đầu thế kỷ 20. Như giáo sư Trần Bảng nói là Nguyễn Đình Nghị là cái viên gạch nối giữa nghệ thuật truyền thống với chèo hiện đại ngày hôm nay. Mặc dù ở các cương vị khác nhau, từ quản lý, sáng tác, dàn dựng đến người biểu diễn, soạn giả Nguyễn Đình Nghị luôn thể hiện phẩm chất, ý chí kiên định của một nhà cải cách. Sự dũng cảm và dám dấn thân của ông xứng đáng để hậu thế tôn vinh là một nhà cách tân chèo có tầm cỡ, chùm chèo của thế kỷ 20. Thưa quý vị và các bạn, vừa theo dõi phóng sự ngắn khái quát về thân thế sự nghiệp của nhà cách tân chèo Nguyễn Đình Nghị, người đã được mệnh danh là chùm chèo của thế kỷ 20. Và trong chương trình Gương Mặt Nghệ Sĩ Hưng Yên hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ nhà nghiên cứu phê bình lý luận sân khấu, Phó Giáo sư Nguyễn Tất Thắng. Xin kính chào Phó Giáo sư Nguyễn Tất Thắng ạ. Chào quý vị khán giả của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa Phó Giáo sư, soạn giả Nguyễn Đình Nghị thì là người đã khởi xướng cho phong trào chèo cải lương. Vậy thì ông có thể cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn về thể loại này được không ạ? Có một số người nhầm, tức là tưởng là chèo Nguyễn Đình Nghị tức là chèo có pha với lại cải lương, thì không phải. Chữ cải lương ấy thì nó có nghĩa là đổi mới cho nó tốt hơn, không nên nhầm với nghệ thuật cải lương. Thế thì chèo Nguyễn Đình Nghị thì không phải là chèo pha cải lương mà là chèo đổi mới, hay người ta thường gọi là chèo văn minh.
Thưa Phó Giáo sư Nguyễn Tất Thắng, như ông nói thì trèo cải lương chính là sự cải biên sáng tạo trên làn điệu trèo cổ, chứ không phải là trèo lẫn với cải lương. Vậy thì những tác phẩm nào của soạn giả Nguyễn Đình Nghị đã thể hiện rõ điều này ạ? Nguyễn Đình Nghị đã đổi mới cái đề tài diễn đạt của trèo, và có thể nói là không những là đổi mới mà còn mở rộng cái đề tài ấy ra, làm rất nhiều cái phương diện khác nhau, làm cho cái trèo cụ rất là phong phú. Ở đây cần ghi nhận đặc biệt là có cái đề tài mới mà trước kia trèo cổ không có, đó là đề tài lịch sử. Vào những cái thập kỷ 60-70 của thế kỷ 20, trèo lịch sử nó đã chiếm cái vị trí gần như là trung tâm của sân khấu. Có thể nói Nguyễn Đình Nghị là người mở đầu cho cái trèo về đề tài lịch sử bằng những cái vở như là vở Trinh Trắc Trinh Nhị, vừa nêu lên cái tinh thần dân tộc nhưng mà vẫn xuyên suốt cái xu thế hài hước hóa, và xem nó rất là thú vị. Cái đề tài thứ hai ấy mà rất quan trọng đối với trèo của Nguyễn Đình Nghị là cái đề tài về cái sinh hoạt xã hội đương thời. Trước cái trèo làm gì có những thầy thông, thầy phán, rồi thì vũ em, rồi thì thằng ở, và thậm chí là xuất hiện cả nhân vật Tây Đen ở trong trèo. Nguyễn Đình Nghị đã tiếp thu một cái biện pháp mỹ học rất quan trọng của trèo, tức là cái xu thế hài hước hóa. Cho nên là cụ viết rất nhiều vở về những cái trận cười, hay là cái Hoa Khôi Dạy Chồng cũng là một cái vở mà sau này dựng lại được rất nhiều người hoan nghênh. Nhưng mà tiêu biểu của cụ Nghị thì phải nói là những trận cười, nhưng mà nổi bật là cái trận cười thứ tư. Cái Mảnh Ngưng Nhân Sự cũng là một vở hay đấy, nó đi vào cái nhân tình thế thái. Cái Vợ Chồng Trần Trài đó là tính chất hài hước nó vẫn nhiều hơn, đưa cái nội dung nhân văn vào cái vở đó và tăng thêm cái chất trữ tình, đi sang một giai điệu khác, cái giai điệu trữ tình và nhân tình thế thái. Vậy Phó Giáo sư nghĩ sao về lời khẳng định soạn giả Nguyễn Đình Nghị là một nhà cách tân trèo tiêu biểu của Việt Nam, trùng trèo của thế kỷ 20 ạ? Cụ Nghị thì cụ viết là nhiều và diễn cũng nhiều, và gần như là độc tôn ở cái sân khấu trèo của Hà Nội lúc bây giờ. Đến bây giờ thì là cả những cái cách tân của Nghị thì cái sân khấu trèo hiện đại đều tiếp thu cả, tức là đưa cái sân khấu giáo huấn đạo đức thành cái sân khấu phản ánh diễn tả cái hiện thực cuộc sống, đưa cái trèo sang một bến bờ mới. Đấy là cái công lao lớn nhất của Nguyễn Đình Nghị. Cái thứ hai đây là có nhiều cái cách tân, cái hay là nó trèo hóa được con người của hiện thực cuộc sống đương thời. Thế đấy là cái công, cũng là cái công lao khá lớn. Cái thứ ba nữa thì đây là thì cái quá độ của trèo cổ sang trèo hiện đại. Từ trèo cổ sang trèo hiện đại thì phải qua trèo Nguyễn Đình Nghị. Thế như thế thì có thể kết luận là trèo Nguyễn Đình Nghị là cái cầu nối rất là có giá trị. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ rất ý nghĩa của Phó Giáo sư, và xin kính chúc Phó Giáo sư sức khỏe cũng như có thêm nhiều cống hiến hơn nữa cho sự nghiệp nghiên cứu sân khấu của mình ạ. Và để kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị khán giả cùng theo dõi trích đoạn Mảnh Hương Nhân Sự. Đây là một trong những vở trèo tiêu biểu nhất của soạn giả Nguyễn Đình Nghị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình lần sau. Tao nhọc quá rồi. Chốc lại nghỉ. Xem chừng các chú chỉ có bán mồm đuôi miệng, chứ cái nghề kéo xe này thì không có mà. Bẩm thầy, đi đường trường mệt lắm rồi ạ. Dạ, mệt lắm thầy ạ. Thôi được, nghỉ một lát để tôi xem tờ nhật báo mới mua có tin tức gì hay ho không. Dạ. Chà, có chuyện hay đây. Dạ, có chuyện gì đấy ạ? Chuyện mấy thằng nghiện phá nát cửa nhà,
phải bán hết sản nghiệp để đi làm phu xe. Này, chăm chú lắng tai để tôi đọc cho mà nghe. Dạ. Ký giả người ta đã có cả văn tế sống mấy kẻ hút sách. Thế à? Nghe nhá. Dạ. Chỉ bỏ thêm rồi ta hãy tập tiếp. Dạ dạ. Tích diễn này ông Nghị mới viết, gọi là mảnh thơ nhân sự, nhằm ngụ ý răn đời, chê trách kẻ hư nhưng vun đắp tình người, mắng mỏ nặng lời mà xót xa đứt ruột. Vài khách là phải diễn ra ý đó mới được. À, phải đấy. Còn vai hỉ vai chung đã chịu nhiều cực nhọc, từ người sang bóng hóa kẻ hèn, phải diễn ra cái anh có tật giật mình khi người khách đọc tờ nhật báo. Dạ, tôi đã cho đăng quảng cáo, tập sớm xong thì vở sớm ra đời.